Kính thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 6, Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã điều trị trường hợp khá hy hữu, dương vật cương cứng suốt 10 ngày. Trước đó, bệnh viện tiếp nhận ông TVV, 57 tuổi, trong tình trạng dương vật cương cứng. Ông V cho biết, sau lần té đập vùng tầng sinh môn, tức vùng giữa hậu môn và bìu, vào cây gỗ cứng, đầu dương vật chảy ít máu. Ông vẫn quan hệ tình dục bình thường, tinh dịch không thấy máu. Tuy nhiên, sau khi xuất tinh, dương vật không mềm mà luôn cương cứng, đau tức nhẹ. Ông đi khám và chữa trị tại bệnh viện địa phương nhưng không hiệu quả, sau đó tìm đến Bệnh viện Nhân dân 115. Sau khi thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện ông V bị vỡ mạch máu thể hang hai bên và nhánh mạch máu vỡ này đổ vào xoang hang. Đây là nguyên nhân gây nên tình trạng dương vật cương cứng kéo dài, thể lưu lượng cao. Bệnh lý này khá hiếm gặp, chỉ chiếm chưa đến 5% các trường hợp cương dương vật kéo dài. Ông V được can thiệp làm tắc siêu chọn lọc một trong các nhánh mạch máu của thể hang bị rách. Sau đó, dương vật ông V trở về trạng thái bình thường. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hoàng Minh, trưởng trung tâm thận niệu Nam Khoa Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, cương dương vật kéo dài priapism là tình trạng dương vật cương cứng trên 4 giờ và không liên quan tới kích thích tình dục. Có hai loại cương dương vật kéo dài, loại dòng máu thấp low flow priapism và loại dòng máu cao high flow priapism. Ở loại dòng máu thấp, thể hang cương cứng nhưng quy đầu thì mềm. Khi rút máu từ thể hang ra thường đậm đặc và không đông. Nguyên nhân do bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh ưa chảy máu, giảm tiểu cầu do sử dụng thuốc trầm cảm chống loạn thần. Bên cạnh đó còn do thâm nhiễm, ung thư lympho, ung thư bàng quang, tổn thương hệ thần kinh trung ương, tủy sống. Ở loại dòng máu cao hiếm gặp, biểu hiện thể hang cương cứng và quy đầu cũng cương cứng, máu đỏ nếu hút máu ra từ thể hang. Nguyên nhân thường gặp là do chấn thương có sự rò giữa động mạch thể hang và thể hang. Tiến sĩ bác sĩ Minh cho biết thêm. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.